xanh tuyệt vời cùng sống reo vui nô đùa bên các bạn sau những ngày học hành chăm chỉ. Mùa hè luôn cho em ước mơ xanh thêm xanh, luôn cho em ước mơ hồng càng hồng, em được đùa được chơi được nghỉ ngơi thật thoải mái vô cùng. Bởi lẽ hè những cánh diều bay lên cùng gió, hè giúp em vui niềm vui thắm lòng, hè đã cho em đẹp thêm túi hồng, một năm học qua trên miền khó nhọc, hè giúp lại giúp phút giây nghỉ ngơi, hè giúp em vui niềm vui thắm lòng, hè đã cho em đẹp thêm túi hồng. Cảm ơn hè luôn và em hứa rằng mùa tới quyết tâm chăm học hơn. Hè giúp em vui niềm vui thắm lòng, hè đã cho em đẹp thêm túi hồng, một năm học qua trên miền khó nhọc, hè giúp lại giúp phút giây nghỉ ngơi, hè giúp em vui niềm vui thắm lòng, hè đã cho em đẹp thêm túi hồng. Cảm ơn hè luôn và em hứa rằng mùa tới quyết tâm chăm học hơn. Gì nữa? À quên, chào Hằng anh về, chúc Hằng ngủ ngon. Đúng là đồ cá mặt ngu. Học đi, lo ra vậy làm sao có chất lượng. Ba, nếu con có một thắc mắc, ba giúp con giải thích được không? Cứ hỏi bất cứ chuyện gì. Ba, trên thế giới này á, đặc biệt là ở Việt Nam, có dân tộc nào uống nước muối không? Nếu hỏi chuyện học á thì ba trả lời, còn không thì thôi nha. Học đi, ba nhắc lại, học đi. Tuổi nhỏ hỏi toàn câu khó trả lời không, chắc mình phải nghiên cứu thêm. Con phải cố gắng nghe không? Để mang tiếng lên thành phố đi học, mà năm sau thì rớt như chí mít thì kỳ lắm. Dạ con biết rồi mà. Tội nghiệp ba, ba thương con nhiều lắm á. Mai mốt má về rồi, ba cũng lên thăm con á. Ba mà thương con, sao hỏi là la không à? Đồ ngốc, cha mẹ la là thương con, muốn con nên người, hiểu chưa? Con ở nhà cậu mợ phải ráng làm vui lòng mọi người. Cậu mợ thương mới đưa con lên đây, phải ngoan ngoãn nghe chưa? Ủa? Ma định về hay sao mà dặn con kỹ dữ vậy? Nhớ con quá nên mới chạy vô đây vậy, chứ ở nhà nhiều công chuyện lắm, ba với ngoại làm không xể đâu. Mà ba con đang bắt điện thoại á, xong rồi ngày nào cũng gọi cho con hết, được chưa? À, chừng nào má về? Khuya mai. Má, ông gác biển có ghé chơi không vậy má? Có, ông có gửi quà cho con mà gấp quá má không ra lấy. Bởi vậy. Ngoại cũng nhớ con lắm. Phải giỏi giang cho ngoại vui con ha.
Ba má chỉ có mình con thôi à. Sau này con còn phải lo lại cho ba má nữa chứ. Mà muốn nuôi nổi ba má thì phải học giỏi mới nuôi nổi. Tuấn, lên phòng ngủ với anh đi con. Má. Má nhớ xin cậu hai cho con ra ngoài chơi nha má. Cái gì vậy? Con ngồi giữa. Trời ơi, hai cái đứa này mà. Cái con nhỏ này y chang là con nít à. Lớn rồi mà cứ y như con nít à. Khoan, nhắc tới con nít con mới nhớ. Ủa, sao sớm mình con không thấy con nít vậy má? Con nít hả? Trời ơi, con nít sớm này hả? Chán lắm á ha. Đứa nào đứa nấy bị nhốt ở trong nhà, kín cổng cao tường vậy á. Lâu lâu mới thấy một đứa chạy ra ngoài đường chơi á. Sao kỳ quá vậy? Chị thấy con nít là phải cho nó có thế giới riêng nè. Phải được học hỏi, phải được giao tiếp. Đúng không má? Đó là kỹ năng sống á. Ở bên Mỹ á, người ta rất chú trọng cái đó. Vậy mà chị hy vọng Bettina về đây sẽ có bạn đó. Ai ngờ. Không có sao đâu. Đợi em ôn thi xong hết đi, rồi em dẫn Tina qua nhà bạn của em chơi. Trời ơi, bên đó đứa nào học cũng giỏi lễ phép hết đó. Ủa vậy hả? Ai? Nhạn Diễn đó hả? Dạ. Cái thằng đó nó cũng thông minh hiền lành lắm đó chứ. Má, con nói thiệt chứ bộ. Ê, quay. Em có bạn trai rồi hả? Bạn trai hả? Trời ơi, em có một đống luôn á. Oh my god. Một đống. Thiệt. Nè chị nghĩ đi. Lớp em nha, có sĩ số là 46 đứa. Thì hết 26 đứa là con trai rồi. Trời quá trời luôn. No, ý chị nói không phải là bạn trai kiểu đó. Ý chị nói là à, là bồ. Yeah, là bồ. Bồ. Yeah. Làm gì có. Chị nghĩ đi. Má hả, suốt ngày hả, nhốt em hả, giống như là vô cái sắt gì đó. Xong hả, bấm mã số lại. Trời ơi, làm sao mà có bộ. Chị thấy như vậy cũng được lắm đó. Good. Tại vì em là con gái mà. Trời ơi, chị bên Mỹ mới về mà không có tân tiến gì hết trơn á. Nói vậy má nghe mốt má nhốt em nữa bây giờ. Nè, tân tiến không có phải là phóng túng vô tổ chức đâu con gái à. Dạ. Chị. Đúng rồi, còn gì nữa. Ông ơi, trời mù kiểu này là sắp có bão phải không ông? Mưa rồi ông ơi. Mưa quá sao đi vậy? Anh Diễn, mấy giờ rồi anh Diễn? Sao không trả lời em? Ui. Cái gì vậy ông con? Em hỏi anh mấy giờ rồi? Anh đâu có biết đâu. Mà hỏi anh chi vậy? Em sợ mẹ em đi về. Thôi ngủ đi. Mẹ về á là anh hai dậy chở mẹ ra xe. Có gì anh gọi cho. Phiền phức quá. Tại em chưa nói mẹ em á, gửi lời thăm tụi thằng ốc với ông già gác biển. Ngủ đi mà, còn 2 tiếng nữa mà lo cái gì. Em không ngủ được. Hiểu rồi. Ủa mà anh đang đeo gì vậy? Dùng âm nhạc á để chống phiền phức, hiểu không? Cho em mượn đi. Đây. Cũng hay, dù sao cũng đỡ hơn nghe anh Khoa ngay. Tiếng Nga em kinh khủng quá, giảm được có chút xíu.
diện. Cái gì? Em có cách giúp anh. Anh kiếm giùm em cái miếng dây vải dài. Cái này đi. Ở đâu? Thôi để anh kiếm coi. Ê, cái miếng nó được đó. Cái miếng xanh xanh đó. Có này à? Dạ. Bà em đây đi làm gì vậy? Anh coi nè. Em nói rồi mà, anh ngủ không có quá mê, anh không có ngái nữa đâu. Em hay quá ha. Ê, còn cái bệnh ngủ hay đá lung tung đồ á, thì bằng cách nào? À, đúng rồi, có một cách rất là hay. Anh để cho nó ngủ thẳng giấc, nó không có đạp nữa đâu. Thôi đi ông con. Ở đó mà bà xạo. Thôi đi. Alo. Chết rồi. Dép đâu rồi? Chết rồi. Đâu rồi? Chết rồi. Dép chết rồi. Sắp về rồi kìa. Xong nói gì với má đi. Con muốn nói gì? Má về đi. Mai mốt con học xong rồi con về. Nói gì cũng nói nữa. Chứ có gì để nói đâu. Út về nói với má. Anh chị gửi lời thăm má. Dạ. Nói má nhớ giữ gìn sức khỏe. Cô sắp xếp cho Dượng xuống chơi với anh hai một chuyến. Dạ, thế nào anh cũng xuống mà. Sắp tới giờ rồi, Khoa đưa cô Út ra bến xe đi, để trễ đó. Dạ. Con ráng lo học. Má về nha. Dạ. Xong ra tiễn má về. Ba em nói á, đàn ông đừng bao giờ cho người khác biết mình đang nghĩ gì. Trời ơi, con nít mà bày đặt làm người lớn. Ê, mà hồi nãy cứ nói với anh á, là gửi lời hỏi thăm mấy đứa dưới quê á, cứ nói với má cưng chưa? Ê, thấy không? Thằng Tuấn này công nhận. Gặp em là em khóc rồi đó. Trời ơi, cô Út đi về quê làm như đi Mỹ không bằng. Đúng là cái đồ con gái. Ừ. Anh á. Hay lắm hả? Ghê. Anh hay quá ha. Tại anh á.
Thằng Tuấn nó buồn kìa. Tại em anh chứ bộ. Không. Cả anh á. Má về đi. Mai mốt con học xong rồi con về. Thằng nói gì cũng nói đi. Chứ có gì để nói đâu. Cái thằng nhỏ nó đi làm những cái bãi biển này vắng theo ha. Dạ. Cái bà này, sao cho tôi nói chuyện với thằng nhỏ trước? Thôi chết, em quên rồi. Để em gọi lại cho con nha. Thôi tôi ghét quá. Nhớ lời má dặn nha con. Dạ. Thôi má về. Dạ. Đây là chỗ học của cưng. Mai mốt á, anh chở cưng đi. Cưng tự về nghe không? Tuấn. 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 Dạ. Ủa, nãy giờ anh nói cưng nghe không vậy? Có, nghe rồi, nói hoài. Nói là anh nghe coi, anh nói gì? Ủa mà nói cái gì? Thấy chưa? Nghe nè, anh nói á, mai mốt anh chở cưng tới đây học. Cưng phải nhớ đường tự đi về đó. Em tự đi tự về được mà. Ừ, hay lắm. Đi về mà trễ một cái là biết tay cậu hai ngay chưa. Cậu hai rất là đúng giờ đó. Dạ em biết rồi. Ừ. À, bây giờ có ai muốn đi siêu thị không ta? Dạ em. Lên xe. Dạ. Sao? Thôi kiếm gì ăn đi, em đói bụng quá. Ừ, đúng rồi. Em nói trước rồi nha, em không ăn bánh mì đâu á. Ủa, cứ nghĩ sao vậy? Anh làm gì có tiền ăn món khác? Ừ. Thiệt, nghi đâu có đó. Ăn riết, chắc em thành ổ bánh mì luôn quá. Bánh mì thẳng tiếng. Bán cho anh hai ổ bánh mì. Dạ. Ủa, hôm nay anh Viễn không đi làm hả? Ờ, không, hôm nay anh không có đi làm. Chở thằng em đi học hè thôi. Của anh nè. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Ủa, anh hỏi cái chi không? Ừ, thì hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Em 20, còn anh? 20 hả? À, 22 tuổi. Sao? Ủa, sao vậy cưng? Có chuyện gì hả? Dạ. Không có gì hết. Thôi đi nha. Ý, anh. Hả? Anh chưa trả tiền bánh. Anh xin lỗi, trả tiền. Anh gửi tiền. Dạ. Cảm ơn nha. Em tính nói chuyện cái chị đẹp đẹp đó một câu, sao anh không cho em nói? Hồi nãy định nói gì? Em tính là khen anh á, giỏi piano thôi. Trời ơi, sao không chịu nói? Thôi bây giờ cưng vô cưng nói với chị đi. Sẵn dịp hỏi tên giùm anh. Đi đi. Đi. Thôi, ai ra lại vô, kỳ lắm. Về. Ha. À. Lão ơi, lão nè, lão nè, lão nè, lão nè, lão nè, đâu có đây nè. Lão ơi, đây. Lão ơi, đây. Lão ơi, đây nè. Lão ơi nè. Mày đâu có đây. Trời ơi. Trời ơi, tao nè. Trời lượm đi. Nó mày lượm đi. Anh Diễn. Hả? Cho em qua bển nói chuyện tôi nói chút được không? Ừ. Ê tụi bay, hôm bữa ăn mận ngon không?
Ngon. À mà mày tính gì vậy? À, tao tên Tuấn, còn mày? Tao tên là Bình Bị. Cái gì? Bình Bị? Ừ. Tên Bình. Rồi còn Bị. Bị cái gì nữa vậy? Ờ, thì tại tao mập nên người ta kêu tao Bị. À, bị béo phì chứ gì. Tuấn. Dạ. Vô nhà. Tiếc ghê vậy. Cho nó chơi với em chú Yên Vệ. Tới vô nó còn học bài nữa mấy em. Mấy em chơi đi. Nhớ mai em chơi với Tuấn. Chơi Tuấn. Chơi nha. Ừ. Anh này kỳ quá. Em đang làm quen tụi nó, chưa nói được gì hết á. Bắt em vô. Tại cưng á. Cưng nói chuyện kỳ cục quá nên mới kêu vô. Mất công có chuyện gì xảy ra nữa. Còn hai chữ chết. Đi vô. Ừ. Mà em nói chuyện trước quốc thiệt nha. Cũng biết nữa hả? Thôi đi vô ông con. Tina ơi. Tina à. Tina. Tina. Con sao vậy nè? Tina sao con buồn vậy? Dì Út, dắt con đi chơi với bạn đi. Con buồn quá à. Ừ, được rồi. Chiều nay ha, dì Út sẽ dắt con đi chơi với bạn ha. Dạ. À, ở Mỹ á, con có nhiều bạn không? Dạ có. Nhưng mà chỉ ở trường thôi à. Vậy hả? Ừ. Dì Út nói nghe nha, bạn Việt Nam á, vừa dễ thương nè, vừa học giỏi nữa. Dì Út chắc á, con mà gặp á là con sẽ thích liền à. Bây giờ đi liền được không dì? Ừ, được chứ. Con để dì Út gọi điện thoại thử ha. Alo, Diễn hả? Ừ. Có Lan Chi với Tuấn ở nhà không? Vậy à, vậy chút tôi qua đó chơi được không vậy? Có. Là vậy nè, tôi có bà chị Trúc Ly á, mới về. Có đứa cháu Tina, nó muốn đi chơi. Ờ, nó buồn. Ừ, vậy đi ha, bye. Ừ, rồi, xong rồi đó. Vậy lát nữa dì với con ăn cơm xong, cái hai dì cháu mình đi chơi ha. Dạ. Tuấn, không có được bóc. Trời, em đâu có bóc đâu. Em chỉ sửa để cho đẹp thôi mà. Quê. Quê, quê thật. Ê? Vậy mà chị cứ tưởng. À, nè hai đứa, hai đứa. Dạ. Lát hồi bạn anh tới á, hai đứa đừng có lễ bể quá. Cứ tự nhiên thoải mái nghe chưa. Ừ. Anh ơi. Hả? Lỡ nó nói tiếng Anh không sao em biết. Vậy hả? Thì bó tay chứ làm sao. Gì kỳ vậy? Em lên học tiếng Anh là quan trọng đúng không? Bây giờ học đi là vừa. Kỳ quá. Sao nó không chịu học tiếng Việt để nói chuyện với mình, mà mình phải học tiếng Anh để nói chuyện với nó vậy? Vấn đề ở đây là không có ai học tiếng của ai. Tiếng Anh là tiếng thông dụng, phổ biến toàn thế giới. Đó là ngôn ngữ giao tiếp. Em phải học chứ. Ủa, em không biết nói tiếng Anh hả? Thôi đi cô nương. Học là một chuyện, nói là một chuyện. Văn nói với văn viết đâu có giống nhau đâu. Mà thôi, em khỏi cần nói tiếng Anh, em ra hiệu là nó biết à. Hay quá ha. Kiếm anh Diễn hả chị? Dạ, để em kêu cho. Cảm ơn em. Anh Diễn ơi. Ơi. À, Trúc Chi. Diễn. Tina. Bé Tina nè. Vô nhà đi. Vô chơi Tina. Hả? Anh Diễn, cho Tuân Bình vô luôn đi. Bình, vô luôn đi cưng. Được không anh? Không sao đâu. Vô đi. Vô đi mà Bình. Dạ. Ừ. Ừ. Ê tụi bay, nó mời tụi mình vô kìa. Ủa, phải, phải không? Ừ. Sao tốt quá vậy? Vô. Kìa mấy bạn
tới vậy? Chào bác chị. Vui không? 3, 4, 5. Anh Diễn đâu đủ ghế. Không sao, đứng lên hết, mình ăn tiệc buffet. Buffet là sao anh Diễn? Buffet á là mình đứng, không có ngồi ăn, muốn gấp gì gấp, tùy theo ý thích của mình. Vậy đi. Ê, giới thiệu bạn bè cho chị Chi nghe đi. Dạ. Dạ. Dân biển gì đâu mà nhắc cái vậy? Thì dạ, thưa chị Trúc Chi, em là Tuấn. Đây là Bình, đây là Lan Chi, đây là Cu Đồng, đây là... Tao là Thắng. Chứ không lẽ mày là Tí? Tao, à không, mình tên là Hoàng. Em tên là Tina. Ê, Tina mới nói tiếng Việt cho tụi bay. Có vậy mày cũng làm tao hết hồn. Tina mới nói tiếng Việt, nên mấy em có nói tiếng Việt đi không sao đâu. Làm gì quan trọng lắm. Anh, hả? Bây giờ mình ăn được rồi ha. Rồi, mời mọi người. Nè, của em nè. Nè, chị Tina. Ê, sao mẹ mày ít chơi cho tao quá vậy? Phải. Tao bị kẹt. Ý này là tuần sau là tao khỏe rồi. Tuần sau đi học tao sẽ... Trời, không lẽ mày trốn học? Không phải. Thôi bây giờ tới mình ăn ổi. Không trốn học, nhưng tao sẽ có cách. Ăn đi. Ăn ổi trăm quý rồi. Uống đây hay là mang về em? Dạ mang về. Rồi chờ chị chút xíu nghe. Anh thằng Tuấn kìa. Tuấn, không có được ra cà dọc đường nghe chưa? Đi về. Em tự về được mà. Lên xe. Đi về. Tránh ra coi. Anh Khoa, bây giờ em ngồi đâu? Nón bảo hiểm không có. Chở ba là vi phạm luật lệ giao thông.
Anh về trước, em chạy theo sau. Nhớ chạy lẹ nha. Bye bye. Dạ con gửi tiền à. Rồi đây em. Cảm ơn cô. Ê Tuấn, lại ra ngồi chơi. Thôi, tao phải về nhà. Khoa đã giận tao lắm á. Tao đi nha. Mấy ngày nữa tao phải đi học hè tụi bay ơi. Tao cũng vậy nữa. Mới đây á mà đã đi học rồi. Ố về được nghỉ một ngày hơn. Còn tao thì hết được nghỉ 3 tháng hè luôn à. Sao? Buổi học đầu tiên thế nào? Dạ, con chỉ mới ôn bài. Ừ, theo kịp không? Dạ kịp. Tuấn, phải mời người lớn ăn cơm chứ? Dạ, con mời cậu mợ, em mời hai anh ăn cơm. Chị không phải người lớn hả? Thôi mà chị nhỏ. Em mét ba bây giờ. Ba, hồi nãy thằng Tuấn nó la cà, nó vô nuốt nước miếng nữa đó bà. Anh em trong nhà như là môi với răng. Môi hở thì răng lạnh. Hoa. Dạ. Để bà nói. Dạ. Tất cả các con không được la cà chỗ này chỗ nọ. Ăn cơm đi. Ai gấp thức ăn cho Lan Chi vậy? Ba nghĩ là trò đùa này chẳng hay ho gì, mà chỉ làm cho bữa ăn gia đình mất vui thôi. Đúng không? Dạ đúng. Hy vọng đây là lần cuối cùng. Ăn đi. Rồi mấy nữa con? 7 rồi. Dạ 8. Làm gì mà từ nãy tới giờ? Cháu ngoại của bà xếp chưa xong đóng kẹo gì cả. Tina nó muốn cho bạn nó đó má. Vậy rồi dì Út chừng nào mới cho em gặp bạn nè? Trời, tụi nhỏ nó mới nghỉ học được có một tuần à. Phải rộp hè rồi đó má. Bây giờ có thứ 7 chủ nhật á, Tina mới gặp được bạn thôi. Ừ, tội nghiệp cháu ngoại của bà không? Lâu quá hả con? Ừ. Mà không biết bắt học để thi đậu ông cống ông nghè gì mà học dữ vậy ha. Má biết bé Lan Chi không? Em gia diễn á. Ừ. Nó học riết luôn bây giờ. Cái mặt nó y như bà già luôn á má. Trời. Đúng ra là thầy hiệu trưởng phải nhận biết chuyện này chứ. Nói thì nói vậy thôi. Chứ bây giờ ngay chính cả thầy cô còn mới ép con mình học hơn người ngoài nữa má. Chắc là tại mỗi nơi mỗi khác thôi. Má biết không, ở bên bển á, bé Tina nghỉ học là nghỉ học tuyệt đối luôn, không có được đi học thêm nữa. Ừ. Ở bên này ngay cả đứa mẫu giáo còn được nghỉ hè. Nhưng mà phụ huynh á, phải cho con đi học trước để kiểm tra chất lượng vô lớp chọn, lớp bán trú. Ngay cả đầu năm á, mà chạy trường cho con á, cũng đổ mồ hôi luôn á. Chạy trường là sao hả má? Thì phụ huynh muốn con học vô trường chuyên nè, lớp bán trú nè, trường gần nhà nè, trường nổi tiếng nè. Thành ra cứ xách hồ sơ đi xin xỏ khắp nơi vậy. Như vậy thì đâu có tốt đâu. Con thấy nghỉ hè rất là quan trọng mà, đúng không em? Chị đi lâu rồi nên chị đâu có biết đâu. Quan trọng hay không quan trọng á, người ta không có quan tâm tới. Người ta chỉ cần biết á, là học trước chương trình để cho họ yên tâm. Mà chị biết chuyện này không? Nhiều khi hả, họ cho con cái người ta đi học á,
để họ khoe khoang với mọi người nữa kìa. Oh my god. Ý mình ơi, cục cưng nó đang học kìa. Cũng mong là nó học chứ không phải chơi game. Ừ. Bình. Dạ. Ra bài biểu. Ra đây con. Có gì không ba? Nè, của con đó. Vài bữa nữa chắc con phải đi học thêm để chuẩn bị cho năm học tới. Hả? Hả cái gì mà hả? Nhiều đứa nó muốn học mà không được học. Ba má tạo điều kiện tối đa mà. Hả? Là sao? Má ơi, đâu phải con không muốn học đâu, nhưng mà con mới nghỉ hè được có một tuần à. Ba nói hoài mà con không hiểu gì hết. Truyền thống gia đình mình á là phải học hành, con hiểu không? Nếu con học không có giỏi á, ba má không biết chui đâu mà núp nữa. Học đi, muốn gì ba sẽ thưởng. Đúng rồi đó, con thấy ở xóm này á có đứa nào được như con đâu, vậy mà còn không có biết thương ba má nữa. Người xưa người ta có câu, học hành á là nguồn cội của cái gì, mình nói đi cho con nó hiểu. Của à, tôi chưa nghĩ tới. Mà nếu vậy thì làm sao nó hiểu được? Trời ơi, vậy cũng nói nữa. Thôi thì nói tóm lại, học tập là nguồn cội. Ừ, vậy đi dễ hiểu. Vì vậy con phải học. Ừ. Người xưa có câu, nhân bất học bất tri lý. Hiểu chưa? Hiểu. Tôi đâu hỏi bà. Nhưng mà tôi hiểu là nó phải hiểu. Hả con ha? Ủa sao hổm rày bên nhà thầy Duy im re vậy hả mẹ cô? Nghe đâu kỳ này là ổng giao cho con trai ổng là thằng Khoa nó dạy rồi. Thấy con ta không? Mới bé lớn mà đã bán chữ kiếm tiền được rồi. Đúng là con thầy có khác. Cả ba đứa nào học cũng thấy mê hết. Bên ông thầy mà mở lớp là mình đỡ lắm đó nha. Khỏi có đưa đón xa. Xe cộ bây giờ kẹt dữ lắm. Cực quá. Ủa, vậy mẹ không cho con về ngoại sao? Ngoại lên đây hoài chứ có dán xa gì. Lo mà học đi, để thua người ta bây giờ. Đúng rồi đó con gái, học đi con. Con thấy không, thấy mấy anh chị bên nhà con thầy không? Ta học thấy mê luôn. The more that I impossible without traveling to understand how to, you can rarely go to airport transport or. Công nhận. Công nhận gì anh? Em đọc tiếng Anh giống con vẹt. Không dám đâu. Em sao học tiếng Anh cho đến khi nào em đọc ra anh không hiểu cái gì luôn. Thì bây giờ anh cũng đâu có hiểu gì đâu. The more the impossible without traveling to understand how to, you can rarely go to airport transport. Tuấn, làm ơn đọc nhỏ lại. No. You can choose the plane, ship, car, or the train to travel around the world. Tuấn, em học, anh cũng học. Tôn trọng những người xung quanh là tôn trọng chính bản thân mình. Em hiểu không? No. Kể ra em cũng khá. Nhưng mà em học giống... Giống gì? Giống cây mai. Học là phải suy nghĩ, phân tích, nghe, nói, đọc, viết, phải đi tư với nhau. Nếu như em quên một thứ, em sẽ quên hết tất cả bằng phương pháp học vẹt như em. Em hiểu không? Anh dám thi với em không? Hả?
Nè, anh Khoa. Bài bạc. Không phải, coi nè. Nè, là mấy cái miếng mica nè. Coi nè nha. Giả sử như em viết chữ noisy. Thì anh phải viết chữ nào á? Có chữ đầu là chữ y, mà phải là chữ cuối của chữ em. Thấu kính. Hay không anh? Một ứng dụng của thấu kính. Một cái đèn hải đăng của tuổi thơ. Hay. Hay. Nếu ta thay đổi khoảng cách, ta sẽ được ảnh của vật rõ hơn. Ai dạy cho em cái này? Ai dạy cho em? Dạ. Ai dạy cho em cái này? Nói đi, nói đi. Ai dạy cho em cái này? Thôi đừng nói nữa để anh tự đoán. Ai dạy cho em cái này? Hẳn là một người. Ai dạy cho em cái này? Ai dạy? Hả? Em đâu có nói được đâu. Em nói đi. Dạ là ông già gác hải đăng đó. Ông già gác hải đăng là ai? Tại sao ông già gác hải đăng lại biết cái này? Dạ, dạ à, ông già gác hải đăng nói là ông không biết chữ. Không biết chữ tại sao biết viết cái này? Tại sao làm ra được cái này? Một tuyệt tác. Người làm ra cái này phải là một người bác học. Không, một người học rất cao. Hôm nào mình phải gặp ông già gác hải đăng mới được. À anh ơi, cái này á còn chơi được nhiều môn học lắm á. Giả sử như môn vật lý nha, em sẽ viết là B bằng F chia S. Nè nha, khi em gắn nó vô thì anh phải nói được luôn là áp suất luôn tỷ lệ nghịch với diện tích của mặt bị ép và tỷ lệ thuận với áp lực. Toán cũng vậy đó anh. Ông già gác hải đăng. Anh phải gặp ông già gác hải đăng. Anh ơi, vậy bữa nào em dạy tụi thằng mình bị được không anh? Ông già gác hải đăng. Bình được rồi, còn bị nữa. Ông già gác hải đăng. Ông già gác hải đăng. Một ước mơ chan hòa biết bao nhiêu ngày lòng em ngóng chờ. Hoàn tất hai học kỳ nghỉ ngơi hát ca vui đùa dòng chơi. Được với cha với mẹ với bao bạn bè cùng nhau đón hè. Được há hê nô đùa cười vui thỏa thuê. Đừng gọi em đến ta mà giữa mây trời. Nô đùa bên sông xô. Xóa hết những âu lo học hành trong chớp. Cùng nhau vui sống thỏa thích phút giây này. Bên mùa hè đẹp tươi. Cho em xin được những ước mơ. Hè đẹp thật vui, niềm vui tháng ngày bạn bè xung vầy. Học tốt vượt qua khó khăn lòng trẻ sức sống. Hè đến thật vui niềm vui tháng ngày bạn bè xung vầy. Càng thêm ước mơ càng thêm vững tin. Hè đến thật vui niềm vui tháng ngày bạn bè xung vầy. Giúp em học tốt vượt qua khó khăn lòng trẻ sức sống.